Bệnh nhân F0 hằn học khóa cửa cố thủ chống đối, không đi điều trị. Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một F0 cố thủ trong nhà, không chịu đi điều trị cách ly, khiến dư luận nổi giận. Cụ thể, rất nhiều công an và nhân viên y tế đứng ngoài ngôi nhà đang bị khóa chặt bởi chiếc cổng sắt. Đứng xa bên trong là một người đàn ông. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip thì đây là trường hợp F0, nhưng ông nhất quyết cố thủ trong nhà, không chịu đi cách ly để điều trị. Trước thái độ chống đối của F0, lực lượng chức năng bên ngoài vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói. Người ta đã hỗ trợ đưa xe đưa đón, cho ăn uống trong đó. Bác sĩ lo hết rồi, hỗ trợ như nào nữa. Theo dõi cho anh xem tình hình nó tiến triển ra sao, còn kịp thời người ta xử lý cho anh. Y tế người ta đưa anh đi. Vậy nhưng mặc kệ lời giải thích, người đàn ông này vẫn lớn tiếng cho rằng có thể tự lo cho sức khỏe bản thân. Bây giờ sức khỏe của tôi biết, tôi tự theo dõi sức khỏe của tôi được. Cán bộ kiểm dịch chia sẻ. Anh nói thế không được, trước giờ dịch bệnh cộng đồng ai cũng nói như anh, mọi người bị bệnh ở nhà hết thì sao khống chế được. Dù được giải thích cặn kẽ, nhưng người đàn ông F0 vẫn một mực khẳng định, kể cả có bị bệnh cũng sẽ không lây nhiễm cho ai khác. Ông cố chấp, bây giờ tôi đóng cửa nhà không bước ra ngoài, ra cộng đồng không lây cho ai, nếu có bệnh tôi cũng không lây cho ai hết. Được biết cuối cùng người đàn ông cũng đã bị công an và nhân viên y tế đưa đi cách ly thành công. Với hơn 1,3 triệu lượt xem, dân mạng đã để lại gần 5.000 bình luận chỉ trích gay gắt hành động chống đối, không suy nghĩ cho cộng đồng của F0. Chính những thái độ tiêu cực như này khiến những người ở tuyến đầu chống dịch càng thêm mệt nhọc. Tình hình dịch bệnh cũng vì đó mà diễn biến phức tạp thêm. Trước đó, cộng đồng mạng cũng hoang mang trước những trường hợp trốn khỏi khu cách ly. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Giao, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh vừa bắt giữ SMQ, 29 tuổi, quê huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Quy là công nhân xây dựng khu công nghiệp Quang Châu, dương tính với SARS-CoV-2, nhưng bỏ trốn khỏi khu điều trị Bệnh viện Quân y 110, tỉnh Bắc Giang. Ông Giao thông tin thêm. Bước đầu chúng tôi xác định được khoảng 29 người là lái xe, phụ xe và khách trên chuyến xe mà Quy đi. Những F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung 21 ngày. Về phần Quy, trước mắt được đưa trở lại Bệnh viện Quân y 110 để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm F0 SMQ. Đây là nam công nhân xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Quy được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Tuy nhiên, bệnh nhân trèo tường rào phía sau để trốn khỏi khu điều trị. Thêm một trường hợp khác tại Vĩnh Phúc cũng khiến ai nấy ngán ngẩm. Cụ thể, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang xác minh lời khai của anh Lưu Văn S, 43 tuổi, sau khi người này trốn khỏi khu cách ly. Anh S mắc COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng lúc cán bộ y tế bệnh viện chia cơm tối, anh S đã trèo rào, trốn khỏi khu điều trị. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân này lang thang trên đường và đưa trở lại. Theo thông tin ban đầu, sau khi trốn khỏi khu điều trị, anh S có đi nhờ xe máy của một người đàn ông, sau đó xuống xe đi bộ và không tiếp xúc với ai. Quá trình di chuyển, anh S có đeo khẩu trang. Được biết, bệnh nhân này từng bị ngã xe và có dấu hiệu không bình thường về tâm lý. Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, anh S lại khai nhận chỉ đi bộ, không đi nhờ xe máy của ai. Sau đó, cơ quan chức năng làm rõ lời khai của anh S trong quá trình bỏ trốn. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bỏ chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đuổi theo giữ lại. Trong quá trình truy đuổi, những người dân xung quanh được các chiến sĩ cảnh báo tránh xa người này vì người đàn ông được cho là bỏ trốn khỏi khu cách ly. Theo nguồn tin, người đàn ông trong đoạn video được cách ly do có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 trước đó. Người thân của người đàn ông này được cách ly tại số 185 Cách Mạng Tháng 8. Sau đó, người này trốn khỏi nơi cách ly, bỏ chạy về nhà trên đường Võ Văn Tần. Trong lúc trốn về, lực lượng chức năng đã phát hiện và truy đuổi. Lực lượng cũng yêu cầu những người dân xung quanh tránh xa người này để phòng chống dịch. Khi đến trước hẻm 156 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thì người này mới dừng lại và chấp hành. Công an đã hướng dẫn đưa người này về nơi cách ly và tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng.